Bước vào thế kỷ thứ 10 thì nhà Đường Trung Quốc bắt đầu suy yếu. Chính những biến động chính trị đó đã tạo điều kiện để nhân dân Giao Chỉ đứng lên giành lại độc lập tự chủ sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Kế thừa thành quả mà hai cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ và Dư Đình Nghệ để lại, Ngô Quyền đã làm nên trận Bạch Đằng Giang nổi tiếng lịch sử vào năm 938, hiện thực hóa giấc mơ độc lập tự chủ của bao đời người Việt. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Ngô Quyền, người kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc giành lại chủ quyền cho người Việt. Dòng dõi thế Việt mang mệnh đế vương. Theo phả hệ họ Ngô, tiền Ngô Vương Ngô Quyền sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tị 897. Một số tài liệu khác ghi ông sinh năm Mậu Ngọ 898 trong một dòng họ hào trưởng có thế lực ở Châu Đường Lâm, nay là làng Cam Lâm, xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, một làng quê giàu truyền thống yêu nước và có nhiều đóng góp cho lịch sử dân tộc trong cuộc đấu tranh chống giặc phương Bắc. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi chép, Ngô Quyền được sinh ra trong một gia đình đời đời là quý tộc. Cha là Ngô Mân, từng giữ chức châu mục Bản Châu, Đường Lâm và được người dân địa phương mến phục. Mẹ ông là bà Phùng Thị Tịnh Phong, con gái Phùng Hải, cháu của bố cái đại vương Phùng Hưng, người đã từng nổi lên chống lại ách cai trị của nhà Đường vào năm 791. Sinh ra tại một làng quê, luôn sục sôi tinh thần đấu tranh, đập tan xiềng xích nô lệ. Gia đình hai bên nội ngoại đều là những dòng họ có công với nước, với dân. Ngay từ nhỏ, Ngô Quyền đã có những tố chất của một bậc vương đế trời Nam. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, khi ông vừa lọt lòng, có ánh sáng lạ, chiếu đầy nhà, chim chóc khắp nơi lũ lượt kéo tới đậu. Cha ông cho là lạ, mời thầy tướng tới. Thầy tướng phán, dung mạo khác thường, có ba nốt ruồi ở lưng tạo chữ vương, có thể làm chủ một vương. Cha ông nghe nên mới đặt tên con là Quyền. Lúc thiếu thời, Ngô Quyền sống ở quê với cha mẹ. Với sự dạy dỗ của cha, ông đã sớm hiểu biết về võ nghệ, sử dụng gươm giáo cũng như những điều bí mật trong binh pháp. Khi lớn lên, Ngô Quyền có vẻ ngoài khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thông thả như hổ, có trí dũng, sức có thể nâng được vạt bằng đồng. Thời thế tạo anh hùng. Thời Ngô Quyền lớn lên cũng là lúc chế độ thống trị nhà Đường đang trên đà suy vong. Ở Trung ương, tình trạng các phiên thuộc không thuần phục Thiên Triều từ sau loạn An Sử 755 đến 763 đến giai đoạn này đã đạt tới cao trào. Các vua nhà Đường tỏ ra bất tài, không thể ổn định được trật tự quốc gia. Đỉnh điểm năm 907, Chu Toàn Trung bức bách vua Đường Ai Đế nhường ngôi, triều Đường diệt vong, bắt đầu thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Song song với sự suy yếu của chính quyền Trung ương là việc đô hộ phủ ở An Nam ngày càng tỏ ra bất lực trong việc khống chế các thế lực cát cứ địa phương cũng như các thế lực bên ngoài. Người Nam Chiếu ở Vân Nam Trung Quốc đã tấn công dữ dội Giao Châu từ năm 858 đến năm 866. Quyền lực của phủ đô hộ bị phân tán xuống các vùng nhỏ, do đó xuất hiện các thế lực hào trưởng có vai trò ngày càng quan trọng trong bộ máy cai trị. Lợi dụng sơ hở trên, Khúc Thừa Dụ, hào trưởng Hồng Châu thuộc địa hạt Bình Giang, Ninh Giang cũ Hải Dương, đã thiết lập một chính quyền tự chủ ở An Nam một cách khá dễ dàng vào năm 906. Năm 907, Khúc Thừa Dụ chết, còn là Khúc Hạo lên thay. Năm 917, Khúc Hạo chết, Khúc Thừa Mỹ lên thay. Lúc này quân Nam Hán chiếm cứ Giao Chỉ, bắt được Khúc Thừa Mỹ. Đến năm 931, thế lực họ Dương đứng đầu là Dương Đình Nghệ ở Á Châu Thanh Hóa hiện nay, đánh bại quan lại nhà Nam Hán, trở thành tiết độ sứ của chính quyền người Việt tự chủ. Vốn đã theo Dương Đình Nghệ từ khi còn nhỏ, Ngô Quyền ngay lập tức nhận được sự yêu quý của Dương Đình Nghệ. Ông không ngần ngại gả con gái là Dương Thị Vi cho Ngô Quyền. Ngô Quyền trở thành nha tướng và cũng là con rể của Dương Đình Nghệ, được vị tiết độ sứ tin tưởng giao cho quyền cai quản Ái Châu, đất căn bản của họ Dương vào năm 932. Thời khắc quyết định. Biến cố bất ngờ ập tới vào năm 937, hào trưởng Phong Châu là Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ, trở thành Tĩnh Hải quân tiết độ sứ cuối cùng trong thời kỳ tự chủ. Nhưng Công Tiễn lại không có chỗ dựa chính trị vững chắc, hành động tranh giành quyền lực của ông bị phản đối bởi nhiều thế lực địa phương và thậm chí nội bộ họ Kiều cũng chia rẽ trầm trọng. Bị cô lập, Công Tiễn vội vã sai sứ sang cầu cứu nhà Nam Hán. Khi hay tin Dương Đình Nghệ bị sát hại, Ngô Quyền ngay lập tức kéo quân về Đại La trừng trị Kiều Công Tiễn, đồng thời lên kế hoạch trước những diễn biến chính trị của nhà Nam Hán đối với đất nước. Năm 938, sau khi tập hợp các hào kiệt trong nước đứng về phía mình, Ngô Quyền mang quân từ Ái Châu ra Bắc đánh Kiều Công Tiễn.
Kiều Công Tiễn bị Cô Thế không đủ sức chống lại nên Thành nhanh chóng bị hạ. Kiều Công Tiễn bị giết chết, lúc đó quân Nam Hán vẫn chưa tiến vào tới biên giới. Về phía nhà Nam Hán, ngay khi có sứ của Kiều Công Tiễn tới nơi, vua Nam Hán lúc này là Lưu Cung liền phong cho con trai là Lưu Hoàng Tháo làm Tỉnh Hải quân tiết độ sứ, đổi tước phong là Giao Vương, đem 2 vạn quân sang với danh nghĩa là cứu Công Tiễn. Khi Lưu Cung hỏi kế Sùng Văn Hầu Tiêu Ích, Ích mới khuyên rằng: "Nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, cùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến." Tuy nhiên vua Nam Hán lại muốn hành quân nhanh để đánh chiếm lại Tỉnh Hải quân nên không nghe theo kế của Tiêu Ích, sai Hoàng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào. Lưu Cung tự mình làm tướng, đóng ở Hải Môn gần Móng Cái, Quảng Ninh hiện nay để làm thanh viện. Sông Bạch Đằng là cửa ngõ giao thông quan trọng phía đông bắc từ biển Đông vào đất Việt. Theo cửa Nam Triệu vào Bạch Đằng, địch có thể ngược lên và tiến đến thành Cổ Loa hoặc thành Đại La hoàn toàn bằng đường sông. Về phía Ngô Quyền, khi biết được tiên phong của địch là Hoàng Tháo, ông nói với các tướng sĩ của mình rằng: "Hoàng Tháo là đứa trẻ dại khờ, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mỏi mệt, tất là phá được. Nhưng bọn chúng có lợi thế ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước, thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu, bịch sắt, đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên, vào trong hàng cọc, sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát." Sau nhiều lần quan sát, ông lựa chọn khoảng sông Bạch Đằng sát dãy núi Tràng Kên thuộc thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 20 km về phía đông bắc làm nơi quyết chiến. Sông Bạch Đằng nói riêng và vịnh Bắc Bộ nói chung có một đặc điểm thủy triều không giống với bất cứ đâu. Thủy triều lên từ nửa đêm về sáng, cửa biển rộng mênh mông, nước trải rộng ra hai bên bờ đến hơn 2 km. Đến gần trưa, triều rút mạnh chạy ra rất nhanh, tất cả xảy ra đều đặn mỗi ngày một lần. Nắm bắt được quy luật trên, Ngô Quyền ra lệnh cho quân sĩ đóng cọc có bịch sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thủy triều lên, bãi cọc không bị lộ. Ngô Quyền dự định giữ quân địch vào khu vực này khi thủy triều lên và đợi nước triều rút xuống cho các thuyền địch với kích thước to lớn, mắc cạn mới giao chiến. Cách đóng cọc hiện nay vẫn là bí ẩn. Tuy nhiên dân gian có truyền là người xưa sử dụng cách như sau: vót nhọn mũi cọc, đưa mũi cọc nhọn xuống trước, cọc sẽ cắm xuống sâu một mức nhất định, dùng dây thừng buộc 2 rọ mây vắt qua đầu trên của cọc, nhét từng viên đá vào rọ cho đến khi đủ tải trọng để ấn cọc xuống. Khi đầu cọc đạt cao độ, chuyển đá ra khỏi rọ và đẽo nhọn đầu cọc. Bây giờ vào cuối năm 938, trời rét, mưa dầm về nhiều ngày, quân và dân ta lặn lội mưa rét, ngày đêm vận chuyển gỗ và dựng cọc. Hàng nghìn cây gỗ lim, sến, đầu vạt nhọn và bịch sắt được đem về cắm xuống thành những hàng dài chắc chắn, đầu cọc hướng chết về phía nguồn. Trong khoảng hơn 1 tháng thì mọi việc hoàn thành. Theo kế hoạch thì Dương Tam Kha, con trai của Dương Đình Nghệ, sẽ chỉ huy cánh quân ở Tả Ngạn. Ngô Xưng Ngập, con trai cả của Ngô Quyền, cùng với Đỗ Cảnh Thạc sẽ chỉ huy ở Hữu Ngạn và sẵn sàng phối hợp với bộ binh nếu địch nhảy lên bờ. Từ cửa biển cách đó không xa thì đạo quân thủy mạnh nhất do chính Ngô Quyền chỉ huy sẵn sàng đánh địch ngay khi triều rút xuống. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Huyền thoại Bạch Đằng năm 938. Trận địa bố trí vừa xong thì binh thuyền Nam Hán đã kéo đến. Ở vùng cửa biển và hạ lưu, đường lúc nước triều cường, cả một đoàn binh thuyền do Hoàng Tháo chỉ huy vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng. Quân ta y kế đem đội khinh thuyền ra cửa sông kêu chiến rồi giả thua chạy đi. Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ quân ít, tưởng có thể ăn tươi nuốt sống liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Hoàng Tháo quả nhiên là mắc mưu, thúc quân chèo thuyền lũ lượt tiến qua bãi cọc, đi sâu vào trong sông. Khi đến vị trí được bố trí từ trước đó, quân ta mới bắt đầu tổ chức phản công để ghim thuyền địch lại. Cầm cự đến lúc triều xuống, rừng cọc nhô đầu nhọn lên mặt nước, thuyền Nam Hán bị trúng cọc bọc sắt, đua nhau chìm lật. Bấy giờ Ngô Quyền mới dốc tổng lực ra đánh. Quân Nam Hán hỗn loạn, 10 phần thì chết chìm hoặc bị quân ta giết đến 6-7 phần. Tướng giặc là Lưu Hoàng Tháo đã bị giết tại trận. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Nam Hán lúc đó đang cầm quân tiếp ứng, đóng ở biên giới. Hai tin thủy quân bại trận mà không kịp trở tay đối phó, lại thêm hung tin Hoàng Tháo tử trận. Lưu Cung kinh hoàng, chỉ kịp khóc than rằng cái tên cung của ông là tên xấu, thành ra mới dẫn tới cơ sự này. Không thể làm gì khác hơn,
Lưu Cung giờ chỉ biết thương khóc thu nhặt quân còn lại mà rút lui. Chỉ diễn ra trong chưa đầy một ngày, trận Bạch Đằng không chỉ phá tan 100 vạn quân của Lưu Hoàng Tháo, mà còn chôn vùi vĩnh viễn tham vọng xâm chiếm đất ta của nhà Nam Hán. Theo nhiều chuyên gia quân sự, chiến thắng Bạch Đằng là một bước nhảy vọt trong nghệ thuật quân sự chiến tranh của Việt Nam. Ngoài phát huy những yếu tố đoàn kết dân tộc để tiến hành chiến tranh nhân dân, lợi dụng địa hình khí hậu để chọn địa điểm tiến hành trận chiến, chiến thắng này còn thể hiện khả năng hiệp đồng tác chiến giữa hai lực lượng thủy bộ, với thủy quân lúc này là một lực lượng khá non trẻ. Quan trọng hơn, chiến thắng này đã chính thức kết thúc 1000 năm Bắc thuộc. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết rằng, Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của đất Việt mà phá được 100 vạn quân của Lưu Hoàng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể nói là một cơn giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi như vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi đế, đổi niên hiệu, nhưng chính thống của nước Việt ta, Ngọ Hầu đã nối lại được. Ngô Thị Sĩ nhận định trong sách Việt Sử Tiêu Án như sau. Lưu Nghiễm ngấp ngó Giao Châu, thừa lúc Đinh Nghệ mới mất, chắc rằng có thể đánh một trận phá được Ngô Quyền. Nếu không có một trận đánh to để hạ nhuệ khí của Lưu Nghiễm, tình hình ngoại thuộc là dần dần thịnh lên, cho nên trận đánh ở Bạch Đằng là cái căn bản khôi phục quốc thống. Sau này Đinh, Lê, Lý, Trần còn phải nhờ dư liệt ấy. Vua của các vị vua nước Việt. Sau chiến thắng quân Nam Hán, Ngô Quyền lên ngôi ngày 10 tháng 1 năm Kỷ Hợi, tức ngày 21 tháng 1 năm 939. Lập Dương Thị làm hoàng hậu, đặt Trăm Quan chế định triều nghi phẩm phục, đô ở Cổ La Thành. Lý giải cho việc Ngô Quyền không chọn Đại La Sầm Uất và có truyền thống nhiều thế kỷ là trung tâm chính trị trước đó, các sử gia cho rằng có hai nguyên nhân: tâm lý tự tôn dân tộc và ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước từ kinh nghiệm cũ để lại. Ý thức dân tộc trỗi dậy tiếp nối quốc thống xưa của nước Âu Lạc, quay về với kinh đô cũ thời Âu Lạc, biểu hiện ý chí đoạn tuyệt với Đại La do phương Bắc khai lập. Ngoài ra, ngay tại thời điểm đó vẫn còn đông người Hoa sinh sống trong Đại La, lại có thế lực không nhỏ, do đó lực lượng này dễ thực hiện việc tiếp tay làm đội ứng khi quân phương Bắc trở lại. Điển hình là việc Khúc Thừa Mỹ nhanh chóng thất bại và bị Nam Hán bắt về Phiên Ngung. Về lãnh thổ, học giả Đào Duy Anh cho rằng các triều đại phong kiến đầu tiên cai trị 8 châu Giao, Lục, Phong, Trường, Ái, Diễn, Hoang, Phúc, Lộc nằm trên đất Giao Châu cũ. Ngô Quyền chỉ có quyền lực ở các châu mà cư dân là con cháu của người Lạc Việt, tức miền Trung Du và miền Đồng Bằng Bắc Bộ, vùng Thanh Nghệ. Còn miền Thượng Du và các châu tự trị do các tù trưởng nắm giữ độc lập, những người thân cận, các tướng tá cùng các hào trưởng địa phương quy phục đã được nhà Ngô phong tước, cấp đất như Phạm Lệnh Công, Lê Lương, Đinh Công Trứ. Ngô Quyền mất vào ngày 18 tháng 1 năm Giáp Thìn 944, hưởng dương 47 tuổi. Ông không có miếu hiệu và thụy hiệu. Sử sách xưa nay chỉ gọi ông là Tiền Ngô Vương. Sách Thiền Uyển Tập Anh, phần truyện Quốc Sư Khuôn Việt có nhắc Ngô Thuận Đế. Sau khi mất, thi hài ông được đưa về chôn cất tại quê nhà Đường Lâm. Sau khi Ngô Quyền qua đời thì cả hai người con trai là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn đều không đủ bản lĩnh để giải quyết những mâu thuẫn giữa các thế lực quân phiệt. Cộng thêm sai lầm của Ngô Quyền là trước khi mất, ông đã giao lại đại sự cho một người đầy tham vọng bên vợ là Dương Tam Kha. Kết quả là chính biến năm 944 đã nổ ra, cộng thêm những mâu thuẫn chưa giải quyết trước đó làm thành loạn 12 sứ quân đầy nguy biến, và Đinh Bộ Lĩnh chính là người đã dẹp loạn sau này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.